Hello mọi người, hôm nay sẽ là một ngày toán chip chip bổ bít. Đến cả chân châu cũng làm từ chip chip nè. Bạn nào mà đam mê kẹo dẻo với chip chip thì đừng bỏ qua clip này nhá. Đây nè, mình mua tí tỷ loại đều của Playmore cả. Vì nói thật là mấy cái này mình đã thấy nhiều nhưng mà chưa ăn thử bao giờ ấy. Đầu tiên là cứ phải xếp hình cái đã. Ban đầu cứ tưởng hình minh họa thôi nhưng mà hóa ra nó có lỗ để xếp thật. Cứ xếp từ từ, xếp dần dần là được hẳn một tòa nhà cao tầng luôn. Cái này vừa có thể ăn vừa có thể chơi, tôi gọi nó là kẹo dẻo ăn chơi. Thế rồi còn đeo cả nhẫn tùm lum từ lưa, đeo cả 10 ngón tay cho nó máu. Xếp hình không thôi thì cũng buồn, phải lôi cả người máy ra chơi mới vui. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, mình rất chi là ngựa bà còn lục sục đi làm chân châu từ chip chip. Cho chip chip vào, đổ nước vào rồi đổ bột năng vô. Mình đã có video làm món này rồi nên hôm nay không nhắc lại nữa nha. Chân châu màu xanh nó cứ phải gọi là xịn sò con bò uy tín luôn. Luộc xong thì mình đảo đều với đường trắng thay vì đường đen với đường nâu cho nó giữ màu ấy mà. Nó nguội rồi thì đổ ra cốc, sau đó cho sữa tươi vào. Mình uống sữa là chính, khoe mấy cái cốc là phụ. Cốc trong video thì mình mua lung tung, còn chip chip thì mua ở Vitamin Food nha cả nhà. À đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nữa nha.